chào tất cả các chị học viên đã trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Thay thế Kênh 3. Thì ngày hôm nay Trung sẽ hướng dẫn cho các chị một món ăn vặt ha. Thì món này thì cũng lâu rồi ha, nhưng mà sức hút của nó hiện tại vẫn đang rất là nóng. Và rất là nhiều anh chị chủ quán cũng đang rất là muốn cập nhật cái món này cho quán của mình. Nên là hôm nay Trung sẽ chia sẻ công thức của Trung tâm Thay thế Kênh 3 cho các chị mình sẽ thực hành và mình có thể là áp dụng vào quán để mình bán kinh doanh món này ha. Món này sẽ gồm có các nguyên liệu như sau. Đầu tiên là các chị mình sẽ cần có đó là 1 lít sữa đậu nành. Sữa đậu nành đây là các chị mình có thể là mua sữa đậu nành ở những cô chú bán tàu hũ thì mình có thể là mua sẵn, hoặc là các chị mình có thể là tự mua đậu nành về mình sẽ ngâm nước 8 tiếng, sau đó là các chị mình sẽ vò bóp cho hết phần vỏ đi, sau đó các chị mình sẽ xay với lại nước lạnh, sau đó là các chị mình sẽ vắt lấy cái phần nước cốt sữa đậu nành và mình sẽ đi nấu. Thì cái công đoạn mà các chị mình sẽ tự đi ngâm đậu nành và các chị mình tự xay tự nấu thì nó rất là tốn nhiều thời gian và công sức của các chị. Để tiết kiệm thời gian thì chung quy các chị nên mua sữa đậu nành nấu sẵn, nó sẽ giúp cho các chị tiết kiệm được thời gian hơn. Tiếp theo là các chị sẽ sử dụng là 100ml sữa tươi không đường. Mình sử dụng sữa tươi không đường của thương hiệu nào cũng được ha, Vinamilk, TH True Milk, Nuti hoặc là cô gái Hà Lan đều được ha. Hạn chế Đà Lạt Milk nha, Đà Lạt Milk rất tốn nhiều công giá cốt luôn. Tiếp theo là kem béo thực vật Rich để tạo độ béo cho tàu hũ của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta sử dụng là bột rau câu dẻo củ con sắp vàng. Đối với lại bột rau câu á, thì khi mà các chị mình sẽ thấy mà Trung sử dụng bột rau câu thì các chị mình sẽ có rất là nhiều luồng ý kiến và suy nghĩ là tại sao món này không sử dụng là gelatin mà không sử dụng mà lại sử dụng là bột rau câu củ con sắp vàng. Thì đối với lại cá nhân của Trung á, thì Trung sẽ thấy là món này sử dụng là bột rau câu nó sẽ tối ưu hơn. Tại vì bột rau câu đầu tiên á, là dễ mua, rất là dễ mua ha, mình có thể là ra cửa tiệm tạp hóa ở đâu mình mua cũng được. Còn gelatin thì các chị mình bắt buộc phải tìm những nơi bán nguyên liệu làm bánh, làm kem ha, thì mình mới mua được. Đó, thì đầu tiên là tiện lợi. Thứ hai, nếu các chị mà mình biết sử dụng đúng cái tỷ lệ nước và bột rau câu thì chất lượng thu ra thì cái tàu hũ của chúng ta nó sẽ có cái độ mềm và độ dẻo tương tự giống như là gelatin. Đó. Thứ hai, tỷ lệ phối trộn ha. Và thứ ba đó là cái phần rau câu thì các chị mình ăn nó sẽ an toàn và nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn là gelatin. Tại vì gelatin thì nó sử dụng từ da động vật và nó sẽ làm thành bột gelatin. Nên là những người ăn chay thì chúng ta sẽ không ăn được món này ha. Còn Trung sử dụng là bột rau câu thì người ăn chay vẫn ăn sử dụng được món này. Thì đó là những lý do vì sao mà Trung sử dụng là rau câu dẻo của con sóc vàng thay thế cho bột gelatin ha. Các chị nào mà mình có thích làm bằng gelatin thì các chị mình cứ thay thế. Nếu anh chị mà mình không sử dụng bột rau câu thì các chị mình thay thế bằng 9g bột gelatin cho công thức này. Đó, các chị mình sử dụng ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng là 100g đường cát trắng để tạo độ ngọt cho cái công thức tàu hũ của chúng ta. Và chúng ta sẽ cần có đó là dụng cụ, đó là chúng ta sẽ cần là ly đáy cầu. Thì ly đáy cầu này thì chúng ta sử dụng là size ly là 500. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các bước để chúng ta nấu một phần tàu hũ trần châu. Bước đầu tiên thì các anh chị mình sẽ sử dụng là 100g đường cát trắng và 4g bột rau câu dẻo con sóc vàng. Các chị mình sẽ cho vào và mình sẽ trộn đều lên ha. Chúng ta sẽ trộn đều bột rau câu và đường cát trắng lại với nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho là 1 lít sữa đậu nành vào trong nồi. Chúng ta sẽ bật bếp và chúng ta sẽ đun cho sữa đậu nành của chúng ta nó sẽ bốc khói ha. Thì khi mà sữa đậu nành bốc khói thì chúng ta sẽ tiến hành là cho đường và bột rau câu vào. Khi mà chúng ta đun sữa đậu nành thì thỉnh thoảng là chúng ta nên khuấy sữa đậu nành ha, để sữa đậu nành của chúng ta nó sẽ không có bị cháy đáy nồi. Khi mà chúng ta thấy là sữa của chúng ta bắt đầu nó có bốc khói rồi đó thì các anh chị mình sẽ tiến hành là cho hỗn hợp bột rau câu và đường vào. Chúng ta sẽ vừa cho vừa khuấy đều ha.
sau khi mà chúng ta đã cho đường với lại rau câu vào, đã khuấy, đã tan rồi á, thì chúng ta sẽ tiếp tục là nấu cái phần sữa đậu nành trong vòng 2 phút nha các anh chị. Đây mình sẽ canh thời gian là 2 phút nấu. Thì trong quá trình nấu thì các anh chị mình sẽ vừa đảo nha, vừa nấu mà vừa khuấy nha. Tại vì là sữa đậu nành nó rất là dễ bị cháy nồi, nên là các anh chị mình phải khuấy thường xuyên. Rồi sau khi mà chúng ta đã nấu được 2 phút rồi á, thì chúng ta sẽ tiếp tục cho vào đây là 100ml sữa tươi không đường. Một trăm ml kem béo thực vật Rick. Chúng ta sẽ khuấy cho hỗn hợp sữa đậu nành chúng ta nó đều ha. Sau đó là chúng ta sẽ tắt bếp. Sau khi nấu xong thì cái phần đậu hũ của chúng ta nó sẽ có cái phần bọt đó các chị. Mình sẽ sử dụng vợt để mình vợt cái phần bọt đi ha, để giúp cho đậu hũ chúng ta nó sẽ có độ trong và mịn hơn. Đối với lại một nồi này thì chúng ta sẽ làm được 8 ly tàu hũ nha các anh chị. Nên là bây giờ là Trung sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để mình làm 4 ly màu trắng và 4 ly màu matcha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cái phần là tàu hũ màu trắng trước. Thì chúng ta sẽ đông vào trong mỗi ly là 150ml nước tàu hũ. Sau khi mà chúng ta sau khi mà chúng ta đã rót cái phần tàu hũ vào trong ly rồi á, thì nó sẽ có một ít cái bọt á, thì các chị mình dùng muỗng mình sẽ vớt đi ha, để cho tàu hũ chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Rồi, thì bây giờ là chúng ta chỉ cần để nguội cái phần tàu hũ này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ để riêng ra. Bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị là làm tàu hũ matcha. Trong nồi của chúng ta sẽ còn khoảng là 600ml tàu hũ nha các anh chị. Bây giờ là chúng ta sẽ đi tạo màu cho 4 ly tàu hũ matcha. Thì cứ mỗi ly thì chúng ta sẽ sử dụng là 1g bột matcha Đài Loan. Ở đây thì Trung có 4g bột matcha Đài Loan. Bây giờ là mình sẽ cho vào đây là 20ml nước sôi. Chúng ta sẽ hòa tan bột matcha. Sau khi đã hòa tan xong cái phần bột matcha thì chúng ta sẽ tiến hành là cho matcha vào trong nồi tàu hũ nha. Rồi bây giờ là cái phần tàu hũ chúng ta đã có màu xanh lá cây rồi. Bây giờ là chúng ta chỉ cần cho ra ly. Chúng ta sẽ đổ ra được 4 ly nữa ha.
Sau khi rót xong thì chúng ta sẽ vớt bọt. Sau khi mà chúng ta đã rót tàu hũ vào trong ly lấy tàu rồi thì chúng ta đã thu được cái phần tàu hũ rồi các chị ha. Bây giờ là chúng ta chỉ cần có việc là để cho tàu hũ chúng ta nó nguội hoàn toàn. Sau đó là chúng ta sẽ bảo quản ở máy tủ lạnh. Khi nào mà khách mua hàng chúng ta chỉ cần ra món thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ đến bước là chúng ta nấu sốt trân châu ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bước là chúng ta sẽ đi nấu sốt trân châu đường đen. Đối với lại sốt trân châu đường đen thì chúng ta sẽ gồm có các nguyên liệu như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần có là đường đen Hàn Quốc. Thứ hai là chúng ta sẽ cần có là 500g trân châu đã nấu ha. Thì trân châu này thì các chị mình xem vào những cái bài trước Trung có hướng dẫn cách nấu trân châu, các chị mình sẽ làm cách nấu tương tự ha. Thì định lượng của 8 ly tàu hũ trân châu thì sẽ sử dụng là khoảng 500g trân châu ha. Anh chị nào muốn sử dụng nhiều hơn thì các chị mình sẽ nấu nhiều hơn. Còn đây là công thức cho 500g trân châu. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần có là nước lọc và 4g bột năng để tạo được sệt cho sốt của chúng ta. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với các bước để chúng ta làm sốt trân châu đường đen. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bật bếp lên. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong nồi của chúng ta là 120g đường nâu Hàn Quốc, 100ml nước lọc. Sau đó thì chúng ta sẽ trộn đều cho đến khi nào mà cái sốt đường đen của chúng ta nó tan hết phần đường ha. Sau khi mà đường đen của chúng ta nó đã tan hết cái phần hạt đường rồi đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là cho vào đây là 4g bột năng hòa với 20ml nước lọc ha. Chúng ta cho vào để tạo cái độ sệt cho sốt của chúng ta. Bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành cho 500g trân châu đã nấu chín vào trong nồi. Trân châu sau khi mà chúng ta đã cho vào trong sốt rồi á thì các anh chị mình sẽ nấu trong vòng khoảng 1 phút ha, thì chúng ta sẽ thu được cái nồi trân châu như thế này rất là ngon. Thì bây giờ là chúng ta sẽ để cho trân châu chúng ta nó sẽ hơi nguội ha, và chúng ta sẽ chuẩn bị là chúng ta sẽ ra món. Sau khi mà chúng ta đã trải qua hai bước là nấu tàu hũ và nấu sốt trân châu đường đen thì chúng ta đã hoàn thành xong hết tất cả các giai đoạn rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với bước là chúng ta sẽ ra món nha các chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ ra món tàu hũ trân châu đường đen. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ấp cái phần tàu hũ của chúng ta vào trong ly. Chúng ta sẽ bắp nhẹ ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho là một vá sốt trân châu đường đen lên trên tàu hũ của chúng ta. Thì một vá này nó sẽ tương đương với là 80ml, là bao gồm cả trân châu và sốt nha các anh chị. Bây giờ mình sẽ múc cái phần sốt này và sẽ rưới lên trên phần đậu hũ của chúng ta. Wow, rất là đẹp và rất là hấp dẫn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rưới lên trên cùng là từ 5 đến 8ml kem béo thực vật Rich để tăng thêm cái độ béo và giúp cho món của chúng ta nó hấp dẫn hơn. Đó, bây giờ là món của chúng ta nó rất là hấp dẫn. Bây giờ để thử cái độ núng na núng nính của đậu hũ thì chúng ta sẽ sử dụng một cái muỗng ha. Chúng ta sẽ đánh vào đậu hũ nè. Các chị mình thấy không? Đậu hũ của chúng ta nó sẽ rung rinh luôn và rất là mềm nha.
mềm nhưng mà không bở. Tại vì là chúng ta sử dụng là bột rau câu dẻo á, nên là tàu hũ chúng ta là nó mềm nhưng mà nó không có bị bở. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món tàu hũ rau câu đường đen rồi. Thì Trung xin chúc cho tất cả các chị mình sẽ thực hành món này thành công. Nếu các chị mình đang quan tâm tới mua nguyên liệu nè, dụng cụ và máy móc thì các chị mình sẽ vui lòng liên hệ với lại số hotline kệ bên dưới, hoặc là có thể kết bạn Zalo với số điện thoại ở bên dưới để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ các chị cách thức mua hàng. Nếu các chị mình thấy video đây là hữu ích, các chị mình đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Trung tâm Pha Chế Kênh 3 để cùng học rất là nhiều các món hot từ Trung tâm Pha Chế Kênh 3 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.